Chào anh em, quay lại ha. Hôm nay có một cái vấn đề mà Nhật đang lướt trên Facebook, lướt trên mạng xã hội, lướt trên các nhóm thấy. Leader là những con xe hot hiện nay, mà tại sao anh em mua xe về phiên bản đặc biệt, bỏ một giá tiền hơi cao mà lại phải gỡ cái đèn này ra. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em vì sao. Vì sao ha. Rồi, đầu tiên với em Leader Zin, đèn Zin. Đèn Zin hoàn toàn nha, phiên bản đặc biệt màu bạc. Đây mình mở cho anh em xem. Ngoại quan thì mình nói sao nha. Anh em thấy ánh sáng không? Thì rõ ràng nó cũng là đèn 2 tầng. Có trên, pha dưới đầy đủ đúng không? Có trên, pha dưới đầy đủ. Rồi, bước qua em màu đen. Là một em mà cũng mua về mà đã gỡ cái đèn ra. Đó, cũng là có trên, pha dưới. Ủa mà tại sao phải tháo ra? Tại sao phải tốn tiền cho con này? Đây là đèn Z-Buck dành cho Leader các đời ha. Leader các đời thì các đời trước cũng có, đời này cũng có, đời này cũng có đèn luôn, và đời trước nữa, các đời 2016, 2017 thì cũng có, và đời 2020, 2023 cũng có, là đời này đó. Mà vì sao mà thay ta, tự nhiên tốn tiền chứ vậy? Và nhiều anh em lại mua cái bản cơ bản nhất không có đèn led này, tháo ra thay thì đúng rồi, để tăng ánh sáng, tăng thẩm mỹ. Nhưng mà rõ ràng cái xe bên này là phiên bản đặc biệt có rồi mà lại tháo ra. Rồi, đi theo chân Nhật để Nhật chia sẻ cho anh em vì sao phải thay nha. Ok, đầu tiên là về đèn Zin. Anh em mua với các phiên bản đặc biệt không riêng về màu bạc, không riêng về màu đen ha, thì nó vẫn là 2 tầng, vẫn có ánh sáng led trên dưới các kiểu, cũng là 3 ngăn led, dưới 2 ngăn led. Nhưng mà cái sự phối của những cái đường nét này nó không bằng sự phối của đường nét bên đèn Z-Buck. Đây, anh em thấy nè, chưa? Và đèn Z-Buck họ làm ra được các màu khói này, các màu khói này ha, giúp cho con xe chúng ta khi mà nhìn từ xa tổng thể lại, không riêng về màu bạc màu đen nha, cái xe mình nó hài hòa hơn, cái xe mình nó đều màu hơn. Chờ mình xíu, mình lấy cái đèn ở ngoài mình gắn lên xe này thử cho anh em xem nha. Gắn lên xe màu bạc, nhìn màu bạc lên trên dưới nè, và đèn này màu bạc, đèn màu bạc rõ ràng luôn, thì cái xe nó hài hòa, nó hiền quá. Anh em trẻ hoặc là các anh các chú muốn xe mình nó ngầu hơn, nó cá tính hơn, gỡ này ra, bỏ này vô. Đó, anh cameraman quay làm sao thấy được tổng thể con xe và cái đèn thôi, che đi cái phần đèn Zin của nó đi. Thì cái màu đen khói này hoặc là anh em đi lại màu bạc, nó vẫn có những cái đường nét góc cạnh ở trong này, giúp cho xe chúng ta nhìn thẳng vào nó sẽ đẹp hơn, ngầu hơn, và nó phối lại cái dàn trước của ta, nó không còn hiền hòa, không còn hiền quá, hiền quá với em Leader nha. Leader là xe hiền. Và anh em có thể nhìn thấy từ xa đó, anh cameraman đứng xa ha, vẫn thấy được cái đèn này nó không đủ ánh sáng bằng đèn Z-Buck này, rõ ràng 100% nha. Thì theo như nhà sản xuất Z-Buck họ đưa ra là đèn này nó sáng hơn 30% so với đèn Zin của tất cả các đèn led trên thị trường mà con xe Zin trong hãng đem ra, cao hơn 30%. Rồi tiếp tục ha, bước qua em đen. Bên này cũng là đèn code, bên này cũng đèn code. Anh em có thể nhìn thấy được không, trên hình ảnh camera không nhìn thấy được cái dãy led code ở phía dưới, gần như là không nhìn thấy được. Còn bên này nhìn cái là thấy liền ha, đó là hướng nhìn đối diện, và không chói mắt mới là vấn đề quan trọng. Bây giờ pha thử nè, chói mắt nói sao nha. Thấy không, vẫn là sáng hơn, vẫn ánh sáng mạnh hơn, không giống như Zin này anh em thấy nó hơi vàng vàng xíu, và vẫn nhìn thấy được những góc cạnh trong này. Còn này là hả, sáng đều luôn, sáng đều. Và cái hướng từ đây nhìn ra nó sẽ như thế nào? Rồi, bắt đầu từ hướng camera quay ngược ha. Hiện thời hai xe này mình đang mở code, và các bạn có thể, anh em có thể thấy được cái đèn code của hai xe đây. Đầu tiên là màu đen nha, anh cameraman sẽ chỉ qua chút xíu, mình sẽ bẻ cái đèn này qua đây. Đó, màu đen này, anh em nhìn thấy nó trải rộng, cái độ code nó trải rộng, và nó nằm tầm khoảng đây, nó nằm trải từ khoảng đây ha, trải từ khoảng đây đi ra, thì cái tầm đi code của anh em á, cái tầm đi đường của anh em á, ở khoảng này, khoảng này là bắt đầu đã đủ độ an toàn, đủ phát hiện cho những cái vật cản như ổ gà, ở cái khoảng đường như vậy là vừa đủ ha. Rồi, mình sẽ thử qua cái đèn bên đèn Zin. Đây anh em nhìn thấy nè, thấy gì không? Không thấy gì luôn nha. Nó rọi rất là xa, nó rọi gom lại, nó tạo ánh sáng nhưng mà nó gom lại, nó trải dài từ khoảng này luôn anh em. Đây anh em nhìn thấy nè, cái giò mình nè, trên này đen nè, trên này trắng nè, là bắt đầu nó dài. Ý là đèn code nha, nó rất là dài, nó không đủ cái độ an toàn khi chúng ta đi code, như vậy là không đủ tiêu chuẩn nha. Nhiều anh em nói á, chỉnh lại. Ok, đúng đúng nha, nhưng mà chỉnh lại
mình sẽ giải thích ở độ sau. Rồi tiếp tục nha, đã là code rồi thì phải có pha đúng không anh em, tại vì đèn mình phải là đèn 2 tầng, đèn phải đủ chế độ có pha. Bây giờ pha nè, cho em này đi qua bên đi, em này pha, anh em thấy không, nó trải dài từ khoảng chiếc outlet đằng kia dài lên cái bảng thuốc đằng kia, có nghĩa là nó xa đủ và nó không làm chói mắt người đi đường, mình đứng đối diện không bị chói mắt, và nó đủ độ dài trải dài từ khoảng này nó dài qua tới bên kia, là khi anh em đi đường dài á, đi phượt á, nó sẽ tạo cho mình cái độ an toàn, không có sợ ổ gà ha. Rồi tiếp tục với em đèn màu bạc zin đây, bẻ qua bên này ha. Bây giờ em này pha nè, đó, cái pha của đèn này đèn zin nha, nó có một cục, anh em thấy không, đúng một cục luôn, thấy không Gramen, thấy đúng không, đúng một cục luôn. Và khi như vậy rọi á, bắn vô tài xế xe tải chứ không bắn được gì hết trơn á. Đó là hai cái điểm mà rất nhiều anh em mua ly đời mới 43 để về chơi, update con xe, gắn đồ chơi và chạy. Tuổi trẻ vẫn thích những dòng này à, họ đã về gỡ bỏ cái đèn zin đi, hoặc là mua bản cơ bản đã gỡ bỏ cái đèn halogen đi để gắn vào cái đèn chi bắt, nó tạo cho xe mình có độ ngầu hơn đối với màu khói, tạo cho xe mình có ánh sáng mạnh hơn ở đường dài, tạo cho xe mình có cái độ an toàn khi mình đi chậm đi thành phố với cái đèn cốt. À, và bây giờ chỉnh xa đúng không, mình giải thích cho anh em xem luôn. Đèn này mình nói là hồi nãy nó quay nó mở ở chế độ pha, nó gơ một cục và nó quá cao, nó bắn lên tài xế xe tải người ta rất là nguy hiểm à, và nó không đủ ánh sáng gơm ở một đoạn nào đó có đủ đủ cái tầm nhìn, pha đủ cái tầm nhìn, thì mấy bạn có thể nói là Nhật sẽ phải chỉnh lại để cho nó đúng cái tiêu cực. Nhưng mà anh em nhìn nè, sát đây em, ở trong này là con ốc chỉnh nha, anh em nào không biết chỉnh mình hướng dẫn luôn con ốc này. Mình sẽ sử dụng chìa khóa 8, mình mở ra, nới nhẹ ra và mình chỉnh cái đèn lên xuống, để cái tầm đèn nó vừa đủ ha, thì rõ ràng anh em thấy cái xe này họ đã chỉnh sát trước trong luôn, thấy được không em, đây, sát trong luôn, sát hẳn ở phía trong luôn, nó làm cho cái đèn của mình bị hở nè. Chắc là cũng anh em thấy rồi, thuốc trong rồi, không thể nào cúp xuống được hết. Nó làm cho cái cạnh này hở nè, hở nha, thấy hở không, nó hở một đường rất là xấu. Đó, đem một con xe về dọn kiển, chơi xe, những bạn trẻ thích con xe mình nó liền lạc, dọn kiển, update đồ chơi. Và đây là những cái lý do mà đèn zin này không đáp ứng đủ thẩm mỹ về cái này. Hở, thứ hai là ánh sáng không đủ ha, đó là những lý do. Và không có được phối những cái màu, chẳng hạn anh em dán khói thì ok, mình vẫn chấp nhận dán khói, nhưng mà dán khói lên cái màu khói nó được chuẩn như cái đèn zin bắt mình này hay không, sau này mình cần lột ra có được hay không, hay là phải bỏ luôn cái led này. Và cách khắc phục dễ nhất là thay lại cái đèn led zin bắt. Mình đã cho anh em thấy ánh sáng, tuy nhiên con ốc này mình mới để có một nửa thôi anh em, thấy không, không mà rõ ràng để một nửa, nó chỉ canh mới một nửa đèn thôi, và ánh sáng nó vừa đủ cái tầm cốt pha, nó trải rộng trên đường giúp mình đi tốt hơn. Và nè, anh em thấy cái đường không, người ta không có một độ hở nào hết, nó vẫn còn lòi cái chó ra, nó giúp cho xe mình nó liền từ cái đường này liền ra ngoài như một đường thẳng, nó không phải hớp như bên kia. Bên này anh em thấy ha, rất là rõ ràng, rất là rõ ràng nha. Và màu khói này họ làm là họ đúc nguyên khói ra, nó làm thành màu khói ở phía trong, giúp cho con xe mình nó liền màu, nó bóng bẩy hơn so với lại dán đề can là không thể nào so được với đèn này nha. Rồi cuối cùng ha, là tất cả anh em khi cần mua đèn led zin bắt để update lại con xe zin của mình từ phiên bản đặc biệt, à quên, liếc ha, liếc 125 4 van 22 van các đời đều có đèn led 2 tầng à, khi mua về phiên bản đặc biệt hay phiên bản cơ bản, anh em đều có thể chọn qua cái dòng đèn led zin bắt này với chế độ bảo hành 12 năm. Nhưng mà đặc biệt rằng á, shop hai bánh mình trải rộng các thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Bình Dương, lỡ anh em mua trên shop này, anh em chạy qua bên kia lỡ có tiện đường gì đó, anh em ghé qua bảo hành vẫn được, hoặc là anh em ở xa cũng có thể gọi số hotline 0938 820202, nhân viên của mình cũng sẽ tiếp nhận cái thông tin bảo hành của anh em rất là nhanh gọn để hỗ trợ anh em bảo hành nhanh nhất để có cái đèn đẹp nhất gắn lên con xe của mình ha. Khi mà anh em thay đèn led zin bắt thì cái đèn này anh em mang về cất đó, sau này cần về zin vẫn được, chứ không phải mà anh em gắn thêm trợ sáng, gắn thêm mạch led, gắn thêm gương cầu,
nó lại là hại điện. Cái gì mà chế cháo là hại điện, hiện đại quá mà. Chế cháo là hại điện và không thể nào về zin được. Còn khi mà anh em gắn cái đèn LED này, mình cứ đem cái đèn zin này về cất bỏ tủ. Còn cái đèn này mình xài và nó mang đến cho mình những cái sự thẩm mỹ từ cái màu đen khói và màu bạc giống như zin đều có. Đều có để anh em có thể dễ dàng update con xe mình màu trắng, màu đen, màu bạc, màu đỏ, rất là dễ phối lên xe của mình. Và chỉ cần gỡ ra gắn như zin. Anh em nào cần biết cách gắn cứ comment bên dưới, Nhật sẽ làm cái clip mở hẳn cái đèn ra gắn vào. Chính hãng Zipac bảo hành 12 tháng một đổi một cho tất cả các dòng xe. Hiện thì Zipac họ đã làm cho Leader các đời nè, Vision nè, Accenter nè, Winner nè, Way nè, YZ nè. Và hiện shop hai bánh mình có đầy đủ trên kệ website shop2banh.vn. Anh em cần tham khảo thêm mẫu mã sản phẩm thì lên website đó xem, hoặc đến trực tiếp đại lý cửa hàng của bên mình có rộng mà, tiện nhà bên nào ghé bên đó coi thôi. Rồi thì anh em nào cần gắn trực tiếp từ shop, cầm nắm và gã lên giống như vậy để xem thử cái đèn mình có hợp với màu xe mình hay không, hoặc là chọn màu bạc, thì cứ đến trực tiếp vị trí shop ở thành phố Hồ Chí Minh, đi vào Bình Dương ha. Còn việc gắn thì cứ để thợ mình làm, thợ chuyên nghiệp tháo ráp, không sợ gãy bát, không sợ gãy nhựa của anh em. Cho nên anh em cứ yên tâm mà ghé lại shop ha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.